Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. Cách để sống tích cực hơn mỗi ngày từ những thói quen đơn giản. Muốn cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn thì việc chọn cách sống tích cực mỗi ngày là giải pháp hữu hiệu nhất. Hãy bắt đầu từ những thói quen đơn giản dưới đây để luôn có tư duy tích cực đối với tất cả các sự việc đến với ta trong cuộc sống. Sống tích cực hơn mỗi ngày chính là cách để bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc, đạt được những mục tiêu mong muốn. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những lúc gục ngã, mất niềm tin và mặc cảm ở bản thân mình sau mỗi thất bại, mỗi khó khăn. Nếu không tự dứt ra được những suy nghĩ tiêu cực đó, thì phía trước bạn chỉ còn là những mảng tối. Nếu muốn thay đổi điều đó để hướng tới tương lai tốt hơn, bạn hãy học cách sống tích cực hơn mỗi ngày. 1. Vậy sống tích cực là sống như thế nào? Lối sống tích cực đó là dù cho bất kỳ chuyện gì xấu xảy ra hay khó khăn thì con người đều luôn có cái nhìn lạc quan, yêu đời. Họ luôn có suy nghĩ tích cực, dễ dàng tìm được hướng giải quyết, luôn yêu cuộc sống và biết trân trọng những gì mình đang có. Người sống tích cực sẽ không chỉ trích, đổ lỗi cho người khác mà luôn dùng sự khách quan để phán đoán mọi việc. Khi sống tích cực, tâm hồn của mỗi người sẽ luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và bình yên. Ngược lại, nếu nhìn cuộc sống một cách tiêu cực, luôn lo lắng, muộn phiền, đố kỵ hay mất tự tin, thì người như vậy sẽ chỉ thấy cuộc sống là mảng màu đen tối, ảm đạm và bất an. Chính vì lẽ đó, thay đổi suy nghĩ và nhìn cuộc sống tích cực lành mạnh thì đời sống cá nhân mỗi người sẽ trở nên hoàn toàn khác. 2. Làm thế nào để sống tích cực hơn? Thay đổi thái độ, cách nhìn đời, nhìn cuộc sống tích cực sẽ là cách đơn giản để mỗi người sống tốt, thêm yêu đời hơn. Nhưng làm thế nào để thay đổi tư duy, sống tích cực hơn? Mỗi người hãy tự tạo cho mình những thói quen tốt từ trong suy nghĩ và hành động. Cần suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống. Dù cho bất kỳ điều gì đã và sẽ có thể xảy ra, thì phải luôn có cái nhìn và suy nghĩ tích cực nhất. Dù cuộc sống có đẩy mình vào những khó khăn, thì cách giữ vững ý chí nhất đó là cần có tinh thần thoải mái, lạc quan hơn. Và hãy nghĩ rằng dù chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Sống trong môi trường tích cực. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ý nghĩa của nó chính là con người sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Do vậy, tâm tính hay cách tư duy cũng dễ bị ảnh hưởng xấu nếu như tiếp xúc với người xấu, môi trường xấu. Chính bởi vậy, để có lối sống tích cực và lành mạnh thì cần phải học tập và sống trong môi trường tốt nhất có thể. Mỗi người nên tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp có chí hướng, có tinh thần sống lạc quan và môi trường lành mạnh. Chỉ cần làm được điều này thì những suy nghĩ tiêu cực, mất niềm tin vào bản thân sẽ biến mất và đương nhiên tinh thần cũng sẽ cải thiện nhanh chóng. Chọn cách thư giãn một cách tích cực. Không ít người cứ gặp khó khăn bế tắc thì lại tìm đến rượu, bia hay các cuộc vui thâu đêm. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp tinh thần trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà về mặt tâm lý cũng không hề tốt. Bởi vậy, chọn cách thư giãn khoa học sẽ giúp cuộc sống trở nên tích cực hơn. Mỗi người sẽ có một hình thức thư giãn khác nhau. Ví dụ như đọc sách nói về tư duy, cách sống, nghe nhạc vui nhộn, xem những clip về cuộc sống lành mạnh, rèn luyện thể thao. Dù là chọn cách nào thì sau đó tinh thần chắc chắn sẽ tốt hơn và suy nghĩ cũng trở nên tích cực hơn. Học cách trân trọng bản thân. Tư duy sống tích cực và tiêu cực khác nhau ở chỗ là người biết quý trọng bản thân hay không. Nhiều người luôn so sánh bản thân mình với người khác rồi tự trách móc, gây áp lực và căng thẳng lên chính bản thân mình. Cuộc sống của mình thì do mình lựa chọn, cho nên hãy học cách trân trọng bản thân, tìm ra điểm mạnh và phát huy nó để sống tích cực hơn. 3. Những câu châm ngôn hay cho cuộc sống thêm tích cực. Ngoài những quan điểm cá nhân về cách sống tích cực thì từ lâu người ta đã đúc kết nó thành những câu nói châm ngôn hay nhưng đáng suy ngẫm và giúp mỗi người có thể thay đổi cách nhìn cuộc sống. 1.
Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi con đường tôi đi để đạt được đến nơi mà tôi muốn. 2. Hãy cố gắng trở thành cầu vồng trên đám mây của một ai đó. 3. Thất bại không bao giờ xảy ra nếu quyết tâm thành công của chúng ta đủ mạnh. 4. Tôi đã thất bại liên tục trong cuộc đời và đó là lý do tại sao tôi thành công. 5. Bạn không bao giờ quá già để thiết lập một mục tiêu mới hay để mơ một giấc mơ mới. 6. Điều quan trọng nhất để tận hưởng cuộc sống của chúng ta là hãy luôn hạnh phúc. 7. Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn, tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ. 8. Nếu bạn sống lâu, bạn sẽ mắc phải những sai lầm. Nhưng nếu bạn học được từ những sai lầm đó, bạn sẽ trở nên tốt hơn. Dù bạn đối phó với nghịch cảnh theo cách nào, điều không quan trọng. Điều quan trọng là bạn không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ. 9. Tôi tin rằng nếu bạn giữ vững sự chân thành, giữ vững niềm tin, giữ một thái độ đúng và nếu bạn có lòng biết ơn, Chúa sẽ mở ra một cánh cửa mới. 10. Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để làm tốt hơn chính mình. Đừng tự biến mình thành kẻ kém cỏi. Đừng đánh mất đi giá trị vốn có mà Đấng Sinh Thành đã ban cho mình. Đừng để mình thụt lùi so với phần còn lại của thế giới. Hãy đứng lên, gồng lên, học cách sống tích cực hơn để giúp thay đổi tương lai của chính mình. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường nói từ cảm ơn khi được giúp đỡ. Nhưng có khi nào bạn nghĩ về sức mạnh của lời cảm ơn chưa? Sau đây, mời các bạn cùng tìm hiểu về sức mạnh của lời cảm ơn trong cuộc sống. Đã bao giờ bạn mỉm cười khi thấy một người khó khăn được giúp đỡ? Liệu có thấy nhẹ nhõm khi thấy ai đó nhận được lời cảm ơn? Khi là người chứng kiến những điều đó, bạn có tự nhủ mình phải cố gắng để có thể giúp đỡ người khác? Đó chính là sức mạnh của lời cảm ơn, làm cho chúng ta cảm thấy vui tươi cả một ngày. Trong cuộc sống, không phải khi nào ta cũng gặp những người tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cả xã hội đều là người xấu. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều có lý do và đều mang lại cho chúng ta một điều gì đó. Có thể là sự giúp đỡ, có khi là bài học kinh nghiệm, kể cả đối với những người mang lại cho ta những thất vọng, khổ đau. Đôi khi ta cũng phải dành cho họ một lời cảm ơn. 1. Lời cảm ơn xóa bỏ khoảng cách. Theo định nghĩa, lời cảm ơn là bày tỏ thái độ trân trọng và tình cảm tri ân bằng lời nói sau khi nhận lấy một giá trị tốt đẹp nào đó từ người khác. Lời cảm ơn là tiếng nói chân thành, thể hiện niềm cảm thông, thấu hiểu trước hành động tốt đẹp của người với người trong xã hội. Không nhất thiết ta phải làm được việc tốt và nhận được lời cảm ơn từ người khác ta mới thấy ý nghĩa. Chỉ cần ta nhìn thấy được ai đó nhận được lời cảm ơn sau một hành động tốt là ta đã cảm thấy vui vẻ và cuộc sống đã tốt đẹp hơn rồi. Lời cảm ơn chân thành cũng sẽ khiến cho người giàu đến gần hơn với người nghèo, người xấu đến gần hơn với người tốt để thay đổi bản thân mình, giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Khi chúng ta nhìn đâu đâu cũng thấy người tốt, ta sẽ cảm thấy mọi người thật gần gũi, dễ thương và yêu thương nhau nhiều hơn. 2. Lời cảm ơn mang lại niềm vui cho người khác. Hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi nhận được lời cảm ơn từ người mà mình giúp đỡ. Một buổi sáng, bạn dắt một cụ già qua đường nhường ghế cho một người phụ nữ mang bầu ở trên xe buýt, chỉ đường cho một ai đó. Những điều đó tuy thật sự chẳng hề lớn lao và có thể ta giúp họ cũng chẳng phải để nhận được lời cảm ơn. Nhưng khi ta thấy được những người đó nhìn ta với ánh mắt thật trìu mến, nở với ta một nụ cười thật hiền, trao cho ta một lời cảm ơn chân thành, tự nhiên lòng ta cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng đến khó tả. Rồi ngày đó của chúng ta trôi qua thật nhẹ nhàng, vui vẻ. Thế đấy, niềm vui của chúng ta đôi khi chỉ xuất phát từ những điều nho nhỏ như vậy. 3. Cảm ơn thúc đẩy nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Một buổi sáng, tôi dậy thật sớm, bước lên xe buýt quen thuộc để đến cơ quan. Đến một điểm buýt,
có một cụ già xuống xe, nhưng bà mang khá nhiều đồ. Anh phụ xe đã cẩn thận đỡ bà xuống, rồi chạy nhanh lên xe xách mấy túi đồ xuống giúp bà. Chỉ cần như vậy thôi, tôi đã có thể mỉm cười. À, hóa ra trên đời còn nhiều người tốt như vậy, là những việc nhỏ nhất bởi những người tồn tại xung quanh ta. Bạn liệu có mỉm cười khi thấy một người khó khăn được giúp đỡ? Liệu có thấy nhẹ nhõm khi thấy ai đó nhận được lời cảm ơn? Khi là người chứng kiến những điều đó, bạn có tự nhủ mình phải cố gắng để có thể giúp đỡ người khác? Lời cảm ơn thể hiện thái độ tích cực của con người để mang lại nhiều sự thay đổi. Khi biết nói lời cảm ơn, có nghĩa là chính người đó ý thức được rất rõ về bản thân, tôn trọng người khác. Từ đó sẽ cố gắng mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn, có ý thức hơn trong việc xây dựng cuộc sống này tốt đẹp thêm. 4. Cảm ơn để thể hiện sự biết ơn. Hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ hoặc thiện ý giúp đỡ từ người khác. Hạnh phúc cũng đồng thời có thể thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp đỡ hoặc có ý giúp đỡ mình. Có nhiều người vẫn cảm thấy áy náy khi nhận được sự giúp đỡ của một ai đó, nhưng vì một lý do nào đó mà chưa kịp nói lời cảm ơn. Bởi vậy, lời cảm ơn không chỉ mang đến hạnh phúc cho người được nghe, mà còn mang lại niềm vui, sự thanh thản đối với người nói nữa. Hãy đừng ngần ngại nói hai từ cảm ơn, vì lòng biết ơn không chỉ khiến ta sống hạnh phúc hơn mà còn khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.